Hello, kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kẹt Tiếng Đàn FM. Trong cái video này, chia sẻ với quý khán giả một cái thông tin rất là nóng liên quan đến câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Minh Tệ. Phải nói là tình hình căng quá căng rồi quý khán giả ơi. Hết chửi bới trên diễn đàn, rồi kéo đến khu du lịch Đại Nam, rồi tấn công đến tận nhà luôn. Rồi ngày hôm nay, có thêm một cái nhân vật nữa, mà nhân vật này không biết đang làm trong cái ngành nào của cơ quan nhà nước, nhưng mà đem cái thẻ đỏ ra phe luôn và đe dọa chửi bới xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý khán giả, kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng đụng chạm đến ông Minh Tệ, bắt đầu từ cái câu nói quất không chợt phát nào, một số các con nhan đệ tử tràn vào trong TikTok và Facebook của khu du lịch Đại Nam khẩn cầu cô ơi, quất đi cô ơi, quất thầy con đi cô, rồi chửi bới con cái người ta, chồng con, rồi đòi tẩy chay khu du lịch đồ này kia khủng khiếp hết. Đến khi người ta quất á, thì bắt đầu ăn vạ, lết cái mặt lên để xin lỗi, rồi bây giờ là kéo đến khu du lịch Đại Nam, rồi đi đến nhà luôn, quăng gác rồi vô trước cửa nhà người ta. Quá trời quý khán giả, quá nhiều cái hành vi. Trong cái câu chuyện của ông Minh Tệ đó, tôi xin nói thật luôn, ông Minh Tệ chỉ là một người công dân bình thường thôi. Và ông có nhiều cái dấu hiệu sai trái. Tôi nói nhiều cái dấu hiệu nha, chứ không phải tôi nói ông sai trái nhiều thứ nha. Nhiều cái dấu hiệu, chỉ là cái dấu hiệu thôi. Nếu không có ông, sẽ không có 7-80 người đi ngoài đường. Và không có hàng ngàn người kéo theo. Và không có ông thì không dẫn đến cái việc là cái chết của ông kia. Và hàng loạt các kênh YouTuber bị xử phạt vi phạm hành chính. Ông nói ông tu hạnh đầu đà, sống nghĩa địa, sống nơi nhà hoang và sống ở dưới gốc cây, khuất thực một ngày một bữa. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn. Giải thì bây giờ đâu còn lụm nghĩa địa nữa. Chúng ta thấy giải bóng bẫy sạch sẽ rồi. Cái bàn chân cũng ổng trắng đẹp hơn cái bàn chân lúc trước. Và anh ổng thành lập luôn một cái công ty buôn bán tất cả mọi thứ, kính thư các loại và kể cả cái cốc đồ này kia đó, đòi mở con đường hoa, thành lập một cái đạo giáo mới. Và ông Thịnh cũng đã từng nhận tiền, vợ cũng từng nhận tiền, thì đây là chúng ta thấy sạch cái mùi tiền rồi. Chưa thấy một người nào mà đi tu mà cả gia đình kinh doanh như vậy. Phải nói là đem lại một cái sự gì đó nó quá bức xúc. Cái trách nhiệm là một công dân thì bà Nguyễn Phương Hằng bà thấy có nhiều cái dấu hiệu thì bà lên tiếng. Rồi hơn nữa bên nước ngoài thì nó cũng công kích xuyên tạc, chửi bới, đồ này kia cái nọ, đủ thứ hết. Một người đi tu mà ảnh hưởng đến cả đất nước thì làm sao mà người ta không nói. Mà con nhan đệ tử vô nói là mày ganh tị với ông Minh Tệ. Thánh thần ơi, bà chú xứ ơi, tôi ganh tị làm gì mấy cha mấy mẹ. Con ngồi ở nhà, con sống đây sướng muốn chết. Đồng ý là làm cực khổ nhưng con cũng có ăn, có mặc. Con cũng có ngủ điều hòa. Thì làm sao con đi ganh tị với một người mà không có cái bất cứ cái gì trong tay, mấy cha mấy mẹ, mấy ông mấy bà tu đi, không có làm gì ảnh hưởng đến dư luận xã hội đi, thì đâu có ai làm gì mấy ông mấy bà đâu. Tại vì mình tu mà nó dậy sống như vậy. Mà hơn nữa là ông Minh Tệ hồi trước ổng cũng có đi lính nữa, đi bộ đội nữa, chắc chắn là ổng phải nhận diện ra được những cái âm mưu của các thế lực thù địch về cuộc cách mạng màu và cách mạng trắng. Mà bây giờ đổ xô đi ngoài đường, đi cứng ngắc kẹt xe luôn, lực lượng chức năng bảo vệ đồ này kia cái nọ, ta đi ầm ầm ở ngoài đó, gây phiền hà phiền tối cho cơ quan chức năng biết bao nhiêu. Có một số người họ kêu hốt hết về đồn đi, trời Phật ơi, đụng vô nó đi thì biết, đụng vô thử cái đi thì biết liền. Bây giờ công an người ta đi giữ an ninh trật tự thôi, nó mà còn nói là công an đàn áp tôn giáo nữa, đưa tụi nó lên xe mà chở về cái đi là thấy cái cảnh liền, thử coi mà không dậy sống nữa thôi. Họ không mà gây lên một cái sự mà như là bạo loạn luôn chứ đừng có nói. Nói bây giờ mà đồ bảy màu đó khắp nơi luôn. Hồi trước ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng thì mặc áo cô Hằng mãi đỉnh đồ nè, Đại Nam tôi yêu đồ này kia, hay là đổi nón bà Hằng đồ. Thì một số đối tượng nói là bà Hằng âm mưu lật đổ chính quyền, YouTube lật đổ chính quyền. Đó bây giờ phải nói là tập đoàn bảy màu luôn. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn bảy màu luôn. Ghê thiệt, quá khủng khiếp. Như vậy mà mình làm trong cơ quan nhà nước mà mình nhìn không ra, mà mình lên mình chửi bà Nguyễn Phương Hằng khủng khiếp luôn. Chửi rồi xong còn móc cái thẻ gần ra phe nữa. Ghê ha. Rồi đây tôi mời quý khán giả ha. Đây cái chân chặt này ha. Đây.
Rồi tôi cũng để lên ha, coi trên ảnh thumbnail quý khán giả cũng xem rồi đúng không? Rồi để tôi mở lên cho quý khán giả xem ha. Và tôi kính mong các cơ quan chức năng, anh này làm công tác trong đơn vị nào, trong cơ quan nhà nước nào thì cần phải làm rõ. Cán bộ lãnh đạo mà đi lên trên mạng nói chuyện xúc phạm người dân, đe dọa người dân, móc thả ngành cà phê. Đây mà gặp ông Đinh Văn Nơi là gọi xong phim. Gặp An Giang mà ông Đinh Văn Nơi cái là ba phát nhạc à. Quý khán giả nhớ lúc mà ông Đinh Văn Nơi làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đâu, cái ông nào mà lên nói là trưởng công an phường Bãi Cháy vậy đó, về giường luôn. Nhớ không? Quý khán giả nhớ không? Rồi nghe nha. Một lối sống tốt đẹp, có ý nghĩa, có nhân văn, chứ không phải tôn giáo là cái nơi để mình đưa ra, để mình có chuyện làm phân biệt đúng sai. Ông này ông nói bà Hằng á, bà đưa tôn giáo ra để có phân biệt đúng sai. Anh là cán bộ lãnh đạo trong cơ quan nhà nước mà anh nói như vậy anh quá ngu rồi. Cái đó tôi nói thẳng, tôi nói anh buồn tôi chịu chứ anh quá ngu. Tại ông Minh Tệ đâu có nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu, mà anh nói bà Hằng là đưa tôn giáo ra, đúng không? Anh nói cái đó là anh sai đó, anh bậy, anh quá bậy luôn rồi đó. To nhỏ từ xưa đến nay chúng ta biết rồi, bất cứ một kẻ nào ngông cuồng động đến tôn giáo đều phải trả giá cả. Ai động đến tôn giáo đều trả giá cả. Sau thời gian qua nó chửi giáo hội Phật giáo Việt Nam tùm lum hết trơn đó, sao anh không lên anh binh, anh bảo vệ chùa chiền tăng ni Phật tử đi, và cái đám phản động ngày nào nó cũng chu chéo hết trơn đó, sao anh không lên anh bảo vệ? Mà một công ty doanh nghiệp lớn như bà Hằng á, bây giờ tôi nói đặt thí dụ bà Hằng có phát ngôn sai đó, cũng không có đến anh lên nói nữa. Cái đó nói thẳng luôn, anh làm cán bộ cơ quan nhà nước thì anh không có đủ cái tiêu chuẩn để anh lên anh nói. Bà Hằng sai thì anh mời đến cơ quan chức năng giải quyết, chứ anh quyền gì anh lên trên mạng anh bóc phốt người ta. Người dân người ta không am hiểu về pháp luật, người ta lên mạng người ta nói. Còn anh á, được lên mạng là anh chỉ tuyên truyền những cái tốt đẹp, cái giá trị cho xã hội thôi, chứ anh là cán bộ nhà nước là anh không được phép lên trên mạng để anh đi đả kích người khác, anh hiểu không? Cho dù người đó là sai luôn anh cũng không biệt, không được đả kích người đó. Anh thấy truyền thông báo chí người ta còn chưa đả kích người khác nữa, kể cả công an các cơ quan ban ngành luôn đó, người ta lên người ta trả lời truyền thông báo chí là rất đàng hoàng tế nhị, chứ không phải anh làm cơ quan nhà nước nào mà anh lên mạng anh đã trích người ta. Bây giờ công ty doanh nghiệp người ta cống hiến biết bao nhiêu đó, hồi đó giờ sao anh không lên anh nói? Mà người ta có một cái phát ngôn, tôi đặt ví dụ phát ngôn mà Hằng nó sai đó, cũng không có đủ tiêu chuẩn anh lên nói đó. Hồi đó giờ người ta cống hiến biết bao nhiêu sao anh không nói? Rồi bây giờ anh cứ lợi ích nhóm gì anh bay ra đây nói, cái đó là tôi nói thẳng, tôi góp ý nha. Không có cán bộ cơ quan nhà nước nào mà lên trên mạng mà đi đả kích người ta chứ, chỉ có anh thôi đó. Mà tôi không biết anh có làm trong cơ quan nhà nước hay là anh mạo danh đó. Tôi mong rằng cơ quan chức năng vào cuộc nha, đừng có để những con sâu như thế này làm sầu nồi canh, giống như cái vụ của ông Trần Quang nha. Cái vụ ông Trần Quang là bây giờ quý khán giả biết ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam biết bao nhiêu luôn. Bây giờ nên cơ quan chức năng xử lý triệt để. Rồi bây giờ thêm ông này nữa, đem cái thẻ ngành lên khè nữa, chút xíu thì tôi đưa thẻ ngành cho quý khán giả xem. Đó, tu không trong giáo hội đó, nó kéo bậy đàn ở ngoài đường đó, đi một đống ngoài đường đó, cái đó có xem thường giáo hội không? Và người dân bây giờ là mặc đồ bảy màu không? Hồi đó giờ tại sao người dân không mặc đồ màu vàng của tăng ni Phật tử, mấy nhà sư, mà tại sao giờ mặc đồ bảy màu hết trơn vậy? Lẽ ra anh là cán bộ, anh có một cái góc nhìn anh sắc bén, nhạy bén, anh nhìn ra liền. À, bà Hằng nhìn ra mà anh nhìn không ra là anh quá tệ, mà anh lên nó móc thẻ ngành ra anh phe, trời ơi trời. Sao? Nó là một cái đời sống đức tin, nó giúp cho chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi vừa rồi có một bài viết ngắn ngắn tôi chia sẻ, hôm qua tôi làm tôi buồn, tôi viết một bài ngắn chia sẻ. Còn tiện đây thì tôi cũng xin nói một điều để cho những cuộn con biết chờ ở đây tôi... Nghe chưa? Sẵn tiện đây tôi nói một điều cho cùng con biết. Cán bộ gì kỳ vậy trời? Hồi đó giờ tôi chưa thấy ai làm việc trong cơ quan nhà nước hết trơn á, mà nói chuyện gì hết trơn á. Anh chắc là mạo danh rồi. Anh là ai? Cấp bậc anh là cái gì? Anh hoạt động bên quân đội, công an, ủy ban, tòa án, viện kiểm sát hay là cái gì đó thì anh trưng cái thẻ ngành anh ra. Trưng họ tên, họ tên và số hiệu quân nhân của anh luôn. Chám chân lên nào,
Anh dám chơi không? Anh dám chơi không? Tôi chơi với anh đó. Tôi lên tôi phản biện với anh. Không có cán bộ cơ quan nhà nước nào mà lên mạng đã kích người dân như vậy. Quý khán giả biết bây giờ cán bộ lãnh đạo bây giờ nâng cao chất lượng phục vụ, gần gũi với dân, lắng nghe, dân biết, dân nghe, dân bàn, dân giám sát. Hiểu chưa? Mà anh là cán bộ lãnh đạo, cán bộ nhà nước, anh nói làm việc nhà nước. Mà anh lên đây anh đã kích người dân. Vậy là bà hàng sai là anh sai. Anh nói bà hàng sai, ai làm chứng cho anh? Có cơ quan ban ngành nào kết luận bà hàng sai chưa? Bây giờ tôi nói phát ngôn bà hàng vừa rồi đúng đó. Đâu có cơ quan nào nói bà hàng sai đâu. Còn bà hàng được trước là bả sai, là đồng ý chịu trách nhiệm. Tại luật pháp, luật pháp xử bà hàng sai rồi, tụi mình phải chịu. Còn nhưng bây giờ là lời nói bà hàng không sai đó, tôi nói không sai đó. Tại cơ quan nhà nước ta đâu có nói sai đâu, tôi nói. Còn anh là đại diện cho ai? Anh lên mạng anh đại diện cho ai? Mà anh nói là việc trong cơ quan nhà nước, ta quý khán giả nghe nha. Một đoạn thôi. Tôi cho thấy tôi là ai? Mày la kể đi chứ. Chị Hằng có làm gì tôi không? Cho thấy tôi là ai, xem chị Hằng có làm gì được tôi không? Liệu các bạn có làm được gì tôi không? Trước khi tôi vào, tôi nói chuyện. Để biết. Để xem coi các bạn có làm gì được tôi không? Trời ơi, đâu có ai dám làm gì mơ, ông bự quá. Ông làm việc nhà nước thì ông cũng phục vụ nhân dân thôi ông ơi. Tiền lương ông thì cũng tiền thế của nhân dân không chứ ông ở đâu ông ơi. Ông đâu phải là ông gì ở trên đấng phá thế đâu mà ta sợ ông. Ông làm việc nhà nước thì ông cũng bình thường thôi, ông phục vụ nhân dân thôi. Nhưng mà tôi thấy hồi xưa giờ luôn á, cái này là hồi xưa giờ luôn, hồi nhỏ lớn luôn. Chưa thấy cán bộ nhà nước nào, cơ quan nhà nước nào mà lên mạng đã kích về dân chứ. Tôi nói thẳng nha, anh bất cứ cái địa phương nào đó, chứ anh nói An Giang này là tôi đi tới ủy ban tỉnh đó nè. Cái đó tôi nói thẳng luôn á. Bây giờ tôi thách anh đó, là anh lên, anh nói anh là cán bộ, anh là bên ngành nghề gì? Công an, quân đội, ủy ban, tòa án, phường, quận, xã, khóm. Anh ở đâu? Anh lên anh nói đi, cái đó là tôi thách anh đó. Còn anh ở An Giang là tôi xách cái video này, tôi đi xuống tới tỉnh luôn rồi đó. Cái đó tôi nói thẳng á. Trời ơi, anh đừng có khè. Anh là ai mà anh lên mạng anh khè? Bự quá, không có ông nào bà nào mà bự chức vụ cấp bậc cao mà lên trên mạng phù người ta chứ. Chỉ có cái thằng mấy cái thằng bóc phét không à, mấy cái thằng chém gió không à, lâu lâu công an bế một vài thằng hoài. Biết được ai như thế nào để mà đụng. Còn các bạn muốn đụng tôi không dễ đâu. Ghê. Chạm vào người tôi thì dễ, nhưng đụng vào tôi là khó. Chắc mày đụng người ta dễ, người ta đụng mày khó, chắc mày đụng người ta dễ, biết không? Mày đụng người ta dễ ẹt hơn. Tôi không phải là con người thuần túy lên đây để nói chuyện thế này, để các bạn muốn đụng mà đụng, muốn đe là đe. Ghê quá ông nội ơi, sợ quá, chuyến này bà hàng tới công chuyện này. Chuyến này căng nha. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Yeah. Rồi, bắt đầu. Sách. Về nói với chị của các cậu á. Làm người đàng hoàng tử tế. Sống một cuộc sống giản dị. Cái này gọi là ăn mài mà dạy đại gia xài tiền nè. Ăn mài dạy đại gia xài tiền là cái này nè. Sống một cuộc sống giản dị. Nếu mình giúp ích được cho đời thì đó là cái điều tốt. Nhưng không giúp được nữa thì cũng đừng như vậy. Anh có làm được cái việc gì cho xã hội chưa? Cái đó tôi hỏi thật anh á. Mà ông phép hỏi anh, anh làm được cái gì cho xã hội chưa? Anh có công lao gì, đóng góp gì cho xã hội chưa? Anh thử anh trả lời thử tôi coi coi. Đi vô lấy cái ví ra, móc giấy tờ thẻ ngành ra khoe ha. Khoe ha, rồi để quý khách giả xem nè. Bởi vì tôi nói rằng cái này. Sao? Tôi nói rằng cái này, dù bạn có làm được 1000 điều tốt, nhưng bạn chỉ cần có ý nghĩ không đúng với một người thiếu chuẩn mực thì đức đó, phước đó cũng mất rồi. Và tôi cũng nhắn gửi lời này để đồng chí Hằng biết. Sao? Nhắn lời đến chị Hằng ha. Dù chị có làm phước đức 1000 lần, nhưng chỉ cần hại đến một người thôi. Thì phước đức đó chỉ mất. Hại ai chưa? Bà Hằng hại ai chưa? Cái đó tôi hỏi anh đó. Bà Hằng bà hại ai chưa? Nhưng mà ông Minh Tệ là có rồi đó. Cái người đi theo ông Minh Tệ chết đó. Bao nhiêu youtuber đi theo quay bị xử phạt đó. Cái đó là có rồi đó. Nếu mà anh nói cái câu đó tôi nói cho anh nghe. Bà mà chửi chưa có ai chết cho nó. Nhưng mà thầy anh đi đó có người chết, đi theo thầy anh chết. Độ được chưa? Cái đó là nói cái công tâm luôn. Tôi nói tu nha. Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nhưng trong khuôn khổ luật pháp quy định.
Đừng có nói mà cạo đầu mà dắt bộ đồ bảy màu bưng gục nồi cơm điện nguyên đi ngoài đường là trở thành Phật, thành tiên, thành thánh nha. Và bao nhiêu người đó đó quỳ lại đảnh lễ. Ở đâu mà có cái kèo đó vậy? Hả? Người ta tu trong chùa, trong đồ hàng chục năm, có người tu vài chục năm, có người người ta tu cả đời luôn. Mấy ông gặp mấy ông không lại. Còn bây giờ mấy ông cứ cạo đầu đi là mấy ông lại. Ai cạo đầu đi vô theo Minh Tuệ mới tu một ngày hai ngày cũng được lại. Mấy ông kỳ vậy trời, có văn hóa ở đâu vậy? Mấy ông tu hành cái kiểu gì vậy trời? Tôi thật sự thấy ngộ thiệt. Thấy mấy ông này như vậy mà mấy ông bên binh, ông nói làm việc cơ quan nhà nước. Trời ơi trời, nghe nè, ghê lắm. Chúng tôi là cơ quan của nhà nước. Nghe không? Chúng tôi là cơ quan của nhà nước. Như vậy anh nói trên mạng này, anh đang đại diện cho cơ quan nào vậy không anh? Ông đang đại diện cho cơ quan nào, địa phương nào? Anh nói rõ lên giùm tôi luôn. Nè, mai mốt có lên mạng nói đó. Nói rõ lên chút xíu. Tôi đại diện cho cơ quan này. Và tôi là người ở địa phương này. Chức vụ tôi là cái gì? Là anh phải nói rõ lên. Hiểu chưa? Mai mốt là phải nói rõ lên. Mà không biết nói chuyện trên mạng có xỉn say không nha. Thì cái đó tôi chưa biết, chứ tôi nghi ngờ rồi đó. Không có cán bộ lãnh đạo nào mà bước lên trên mạng nói chuyện chứ. Và người ta có lên đó. Quý khán giả thấy một số các anh công an viên á, và bộ đội đó. Bộ đội thường thường có một số người ta quay TikTok được chơi nữa. Nhưng mà có một số các anh công an đó mà ảnh lên mạng, mà ảnh chỉ cái cách mà các đối tượng lợi dụng mà giả ngân hàng, giả cơ quan công an đồ lừa đảo đó. Người ta chỉ, ta hướng dẫn người dân công an. Rất thân thiện và gần gũi với người dân. Không có cán bộ lãnh đạo nào mà lên trên mạng công khai đã kích người dân chứ. Mà tôi nói, cái đó là tôi nói thẳng luôn đó. Anh phải nói là, anh nói trong anh, chúng tôi là cơ quan nhà nước. Vậy là chúng tôi là cơ quan nào, địa phương nào, chức vụ gì là anh phải nói rõ ra. Tại vì tôi nói thí dụ như anh đi mời người ta nè, đi triệu tập người ta nè. Hoặc là anh đến bắt người ta nè, người ta cũng đọc nè. Tôi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, chúng tôi có bao nhiêu người, đồng chí tên gì, cấp bậc ra sao, có bao nhiêu người, và thủ trưởng, phó thủ trưởng, cơ quan cảnh sát điều tra hay là công an, hình sự. Là người ta có đọc cái chức vụ, chức danh người ta hết. Trước khi cán bộ lãnh đạo người ta làm việc với người dân là người ta giới thiệu cái bản năng mình trước. Mà anh lên anh không có đầu có đuôi gì chứ, tôi không biết anh là ai luôn. Không biết anh là ai luôn. Tôi nói thẳng là anh mà ở An Giang này đó, tôi khẳng định cho anh, nếu mà anh còn làm việc trong cơ quan nhà nước được đó, sau khi anh đăng cái video này nè, tôi xóa hết, sạch hết YouTube luôn. Cái đó tôi nói thẳng, tôi không phải là tôi đe dọa. Nhưng mà anh là một cái người địa phương An Giang, anh làm việc trong cơ quan nhà nước mà anh được công khai lên đã kích người khác như thế này nè. Tôi khẳng định cho anh không còn được làm ngay chăng cái vị trí anh đang làm. Tôi dám hứa khẳng định với anh luôn. Tôi xách cái video này nè, đi ngay đến phòng công an tỉnh. Anh này nè làm công an nè, mà anh lên mạng anh đã kích ra nè. Rồi anh này làm ủy ban nè. Tôi xách xuống ngay ủy ban tỉnh nè. Anh này qua làm quản lý thị trường nè. Anh này làm bên chi cục thuế nè. Tôi đưa vô ngay chăng đó luôn. Tôi đố anh ngồi được cái vị trí đó nè. Cái đó tôi nói hãng, anh đừng có lên anh khè, trời ơi, thời này, thời công nghệ 4.0 rồi ông anh, đừng có nhắc ma, ít có ai sợ ma lắm, biết không? Rồi, nói tiếp đi. Sao? Đúng không ạ? Chúng tôi hưởng lộc của nhân dân, nhưng chúng tôi sống bằng cái tâm. Sống bằng cái tâm, không phải cái tâm. Anh làm việc cơ quan nhà nước, anh hưởng lộc của nhân dân, hưởng lương của nhân dân, là anh phải làm việc từ cái tâm, không đủ nữa, từ cái sức nữa, phục vụ cho nhân dân. Chứ cái tâm không có đủ, phải làm bằng đôi tay, bằng sức lực để bảo vệ người dân. Chứ không có ai mà công khai lên đã kích công ty doanh nghiệp chứ. Gia đình mà hàng làm từ thiện hàng chục năm nay, tôi chưa có thấy cái mặt anh xuất hiện lên trên mạng để ca ngợi, nói một lời cảm ơn. Mà bây giờ bà hàng bà nói câu đụng đến ông Minh Tuệ, anh nhào ra. Vậy anh là ai? Tôi muốn hỏi anh là ai? Cái đó nó mới là cái quan trọng đó. Rồi tiếp đây. Mà cái nghề nghiệp của mình. Nghề nghiệp gì? Nè nghe nè, chúng tôi rồi bây giờ kêu nè nghe nè. Như là chúng tôi, mày thấy cái này cái gì không? Mày đang cuồn cuộn con. Đây ha, cái thẻ ngành nè. Đó, cái thẻ đỏ ha. Đây, cái thẻ này, cái thẻ đảng viên hay là cái thẻ gì đây? Đó, khè người dân ha. Đây là một cán bộ hay gì đó làm trong cơ quan nào tôi đâu biết nha. Tôi còn đặt cái dấu hỏi trong mặt kép nha. Đây có phải là cán bộ của cơ quan nào, làm việc ở địa phương nào, thì tôi mong rằng cơ quan an ninh mạng
cần có phải có cái trách nhiệm. Nè ha, cầm cái thẻ ngành ra, không biết đây là có phải thẻ này là thẻ gì, đảng viên hay gì đó. Cái thẻ màu đỏ này tôi nghi chắc thẻ đảng viên quá. Đây ha, cầm ra đe dọa người dân ha. Đây là cái đám, mày thấy gì không, cục cụ con, cái đám cục cụ con ha. Đây, tôi mong rằng lực pháp, cơ quan nhà nước ha, đừng có để những cái thành phần này, nếu làm trong cơ quan nào thì cần phải có vào cuộc nha, để tránh con sâu làm đầu nồi canh, giống cái câu chuyện của ông Thích Chân Quang nha. Rồi nghe lại coi, phe cái thẻ ngành lên ha, thay đổi móc cái thẻ ngành ra rồi là ra quay liền phải không, tụi mày thấy gì không, đám cùng hùng con ha. Ở bên TikTok tao không dám phe. Thấy cái thẻ đỏ này mày biết tao là ai nhé. Chúng mày biết tao là ai ha. Tôi nói thật với ông anh đó, tôi thì trình độ kém lắm, mà nhà tôi cũng không ai làm việc nhà nước chứ. Cho nên tôi nhìn cái thẻ đó thật sự tôi không biết thẻ gì. Cái đó tôi nói thiệt với ông anh đừng có buồn. Chứ không phải nhiều khi tôi thấy cán bộ lãnh đạo đồ này kêu khoe có thẻ cái tôi không tin. Mà hầu như đây là cái lần đầu tiên tôi thấy cái thẻ này. Tại vì hồi đó giờ không ai khoe hết trơn á. Đâu có ai làm việc nhà nước mà đi ra đường mà khoe cái chức vụ của mình đâu. Kể cả mấy cái anh là làm mặc vụ nè. Mấy ảnh đi mấy ảnh núp né muốn chết luôn. Thậm chí bây giờ tôi đặt thí dụ nha. Thí dụ thôi. Một người bạn của tôi. Người ta làm mặc vụ đó. Ta làm bên công an hành sự đó. Ta đi ra đường ta gặp tôi là người ta. Ta kêu tôi im. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta né chỗ khác. Tại người ta sợ tôi kêu. Nói như vậy đó, người ta né vì cái ngành nghề của người ta. Người ta phải mặc phục chỗ đó, người ta mới bắt được tội phạm. Còn anh thì anh xách cái thẻ lên mạng này, anh phe rồi. Xong phim luôn rồi. Xong rồi anh phe cái này là tình hình, là tôi thấy tình hình gói ben luôn rồi. Không mà anh đưa cái thẻ này ra chắc bà Hằng bà sợ lắm không anh ơi. Bà Hằng bà sợ rồi. Thôi anh bỏ qua cho bà Hằng đi ông anh nha, tội nghiệp bà. Biết sao ông bà mới đi về. Bà cũng cống hiến vô mặt trận Tổ quốc 25 tỷ rồi, hơn 25 tỷ. Và bà cũng có kêu gọi người dân đóng góp cũng gần cả tỷ bạc nữa rồi. Thì cho thấy gia đình bà Hằng là cũng là một gia đình có trách nhiệm với xã hội. Thôi anh bỏ qua cho bà đi nha ông anh, nha, tội nghiệp bà. Tôi ước gì mà ông anh ở An Giang nè, nó mới vui. Anh mà ở An Giang, tôi đã thật, tôi xem được cái video này đó. Tôi khẳng định cho ông anh, tôi khẳng định. Nếu ông anh vẫn còn ngồi ở cái vị trí đó để ông anh làm đó, tôi xóa sạch sẽ YouTube luôn. Và trước khi xóa đó tôi xin lỗi ông anh trước. Cái đó tôi nói thật à. Hồi xưa giờ từ nhỏ tôi lớn lên luôn, chưa thấy bất cứ một ai lên trên mạng mà khoe mình là công an, là quân đội, là lãnh đạo huyện đội trưởng hay là phó đội trưởng hay là chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh. Ở đó giờ tôi chưa thấy. Chưa thấy luôn. Chưa từng thấy. Chỉ có con Đinh Lan nó khoe thôi. Chứ đâu có ai khoe đâu. Mà anh này anh dắt cái thẻ đỏ ra, anh khoe luôn. Trời 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 trời. Rút thẻ đỏ cái là ra xăng luôn á. Thẻ xanh còn ở, thẻ vàng còn ở trong xăng chứ thẻ đỏ là ra khỏi xăng luôn á. Thôi bỏ qua cho bà Hằng đi nhé ông anh. Xem như cũng như là cái tình cái nghĩa mình đi ha. Anh em cũng như là mình nói chuyện đây như là những người đàn ông đi. Tôi năn nỉ ông anh đó. Ông anh bỏ qua cho bà Hằng đi. Chứ tôi thấy cái đoạn thẻ tôi ớn. Anh khoe cái thẻ thôi là tôi hết hồn anh chía chân rồi. Tôi nói thẳng cho anh biết cái nhà ông anh, bà Hằng mới chưa biết cái mặt phụ khoa anh là cái mặt nào luôn. Anh kêu tôi là đám cùng cụm con về nói với chị mày á, không có đụng tao được đâu. Bà Hằng bà có biết cái mặt phụ khoa anh là ai đâu mà đụng. Anh thử anh lên trên mạng nè, anh khoe cái chức vụ của anh á, anh ở địa phương nào á, thử xem bà Hằng bà có đụng anh được không. Thử đi ông anh nha, thử đi cho nó vui, cho mạng xã hội nó có gì đó nó tụi tôi bàn luận. Tụi tôi làm YouTube mà, YouTube dơ mà à, để tôi mong là có thông tin rồi tôi phân tích rồi kia chơi. Trời ơi, chắc tôi sẽ gửi cái video của ông anh á cho một vài anh em khác, để cho người ta cũng chăm sóc ông anh luôn, để vài bữa cho nó ra, biết không.
để ông anh khoe rồi này kia cái nọ, tôi ớn quá. Mạng xã hội người ta nói chuyện người ta không có thể hiện, YouTube nó làm có phân tích chia sẻ rồi vui vui hài hài cười cười khùng khùng vậy đó, còn tự nhiên anh lên anh quất cái thẻ đỏ anh khoe cái tôi ớn ốc rồi. Rồi để tiếp cái nhìn cái mặt anh cũng nhận ngầu như mặt ghê luôn á, ngầu quá, cái mặt anh ngầu quá, thấy không? Cái mặt đó sớm tôi mấy cái mặt giống thịt anh vợ ra đồng nằm trên này, thấy không? Cái mặt ngầu quá, máu nó lên não nhiều quá, nó bị tai biến rồi, đột quỵ rồi chứ rồi. Hiểu rồi, hiểu. Em hiểu rồi. Nói cho biết như thế. Ừ. Nhìn mặt tao cái này. À. Gặp tao là đời chúng mày chỉ đẹp thôi. Cho nên đừng bao giờ có ý nghĩ dọa. Trời ơi. Gặp tao ngoài đời chúng mày chỉ đen thôi. Thôi ông anh ơi, tôi không dám gặp anh đâu. Dễ gì tôi dám. Tôi nhìn mặt anh trên đây xong rồi tôi sợ rồi. Nhìn cái mặt anh ngầu thế mẹ luôn. Gặp anh có môn mà đi chích ngừa luôn. Ớn quá, ghê quá. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Sống làm người cho tốt vào. Dạ, biết là em. Là một người công dân cho chuẩn mực vào. Dạ, dạ. Được dân yêu, dân thương. Ừ. Bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích chung. Ủa, anh đang nói ai à? Anh đang nói anh hay là anh đang nói bà Hằng à? Hả ông anh? Ông đang nói ai vậy? Chúng bay có cán bộ lãnh đạo nào mà kêu người dân mình chúng bay không, bưng bô bưng bít bưng úp đầu anh nữa đúng không? À thì ra anh cũng bít đội thích đội bô nữa đúng không? À bởi vậy anh kêu tôi bưng bô là để úp đầu anh chứ chị. Trời ơi, tôi nhìn mặt anh là tôi biết rồi, nhìn mặt anh tôi phái rồi, nó thiệt tôi phái mặt anh, tôi cưng nó ghê luôn. Tôi ước gì mà tôi gặp anh đấy. Anh ấy gặp tôi là gặp anh đó là ngoài đời là chỉ có đen thôi. Đầu bộ ghê vậy. Sao anh nói anh làm việc cơ quan nhà nước gì mà sao anh nói chuyện anh lung manh như vậy? Anh nó đâu có giống cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước nào mà đi đe dọa người dân, đúng không? Anh thấy nó khác xa lắm. Anh là cái thằng mạo danh. Anh hiểu chưa? Anh mạo danh. Không có cán bộ lãnh đạo nào trong cơ quan nhà nước mà đi đe dọa người dân chứ. Bây giờ người ta gần gũi dân lắm. Ở quê tôi bây giờ lên ký giấy là gập nhanh lắm. Tôi đã thật ấp xã rồi, ta gặp tôi chỉ có cười thôi. Hồi đó giờ luôn, tôi sốc đâu vậy nhá. Mình là người công dân gương mẫu, còn tôi nhìn cái gặp mặt cái gặp anh tôi ớn, thậm chí tôi quay video mà tôi không dám nhìn anh luôn. Rồi coi như là tự mình coi như là cổ suý cho những hành vi sai trái. Rồi đúng rồi, đâu có ai cổ suý đâu anh. Còn ôm là cơm tiện đi ngoài đường cả chục bảy tám chục mạng thì được, kéo theo cả ngàn người thì được, thấy không anh? Đúng không? Mấy cái đó là anh là cán bộ rồi này kia, anh nói anh làm việc nhà nước mấy cái đó anh cho đúng không? Lực pháp cơ quan chức năng kìa, người ta giữ an ninh trật tự dầm mưa giải nắng rất cực khổ ông anh à, cực khổ lắm. Ông anh á không có giữ, người ta giữ mà đây ông anh cổ xí, anh kỳ quá, tính anh kỳ quá. Phản động ở nước ngoài nó chu chéo cầu an cầu nguyện cầu hồn gì tùm lum á bạn, anh ở đây anh ngộ quá. Thiếu chuẩn mực là đạo đức của xã hội. Như vậy là không được. Nói cái đoạn video á dài 1 tiếng, 1 giờ đồng hồ 9 phút, mà bây giờ mình mới nghe hơn 3 phút thôi, mà tôi thấy cái cách nói chuyện của ông anh không có thiện chí, không có thiện chí. Tôi đoán á, ông anh chỉ là một cái thằng xạo, một cái thằng láo, một cái thằng ba trợn thôi. Anh không có làm trong cơ quan nào chứ. Cái thẻ đó không chừng cái thẻ BOT nữa, phí đi qua mấy cái trạm BOT á, biết không? Anh khỏi khè. Thời này là thời công nghệ 4.0 rồi. Anh thấy bây giờ tôi cho anh tự lướt trên mạng xã hội đó, anh thấy có ai làm việc cơ quan nhà nước mà đi đe dọa người dân không? Không có, đúng không? Không có. Và tôi hứa với anh, tôi sẽ gửi cho nhiều anh em YouTuber để lên mạng phản biện anh, để xem cơ quan chức năng vào cuộc, xem anh là cái thằng nào mà anh đi mạo danh là anh làm việc nhà nước nha. Rồi tôi hứa với anh. Rồi thôi, em xin phép chào tạm biệt tất cả quý khán giả nha. Chúc quý khán giả xem kênh vui vẻ. Bye bye.